bữa nay được nghe em tên là 231 đẳng cấp ha. Con này là đẹp long lanh nghe cô chú. Bình xăng nè, ốc 7 màu ha. Này, bô này cô chú, đẹp long lanh luôn. Đây. Nghe bánh xung nó chạy đẳng cấp ha. Rồi, Máy Cắt Cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ cửa hàng Máy Cắt Cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. Cảm ơn cô chú đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Thì hôm nay là theo sự yêu cầu của mấy chú là lên những con máy siêu đẹp cho mấy chú nè. Đó, siêu nhỏ gọn nè. Bên cạnh đó là có những dòng máy mang thương hiệu là Mitsubishi, Makita 4 thì nè, có Maguyama, có rất là nhiều thương hiệu cô chú ơi. Bên em là chuyên 100% hàng Nhật Bản nha. Đó, lúc nào cũng vậy, về rất là nhiều máy đẹp để giao lưu với cô chú. Bên em là chuyên 100% là hàng Nhật Bản, hàng tuyển chọn rất là đẹp nghe cô chú. Đó, bên em là nói chung là tuyển máy đẹp để về giao lưu với cô chú. Đó, bên em là nó không giới hàng mà sửa sang dọn rồi ha. Bên em là máy riêng nguyên con. Tới nơi thì cô chú được quyền cho thợ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nghe cô chú. Thì hình thức bán máy bên cửa hàng em là em sẽ bao phí ship tặng nhà cho cô chú. Tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper nghe cô chú. Cô chú được quyền kêu shipper ngồi đợi cô chú, khui thùng ra, đổ xăng vô, kiểm tra cho thợ kiểm tra rồi hoặc là cho những cô chú nào gần nhà biết sử dụng máy đó, cứ kiểm tra đi, nói máy mà gã rồi hoặc là không phải máy Nhật em tặng luôn. Đó, cứ kiểm tra hàng xong rồi mới thanh toán cho shipper hay cô chú. Thì đặc biệt là bên cửa hàng em là không nhận cọc trước 1.000 nào hết, để cho cô chú tin tưởng 100% trước khi đặt hàng cho em bên em nghe cô chú. Đó, cô chú khi đặt hàng bên em thì cô chú không mất 1.000 nào hết, được kiểm tra hàng ha. Rồi, thì những chú nào chưa từng sử dụng máy cắt cỏ cứ liên hệ trực tiếp tới em lựa chuẩn lắm cô chú ơi. Đó, máy bên em về lúc nào cũng vậy, rất là nhiều, mấy chú tin tưởng cứ alo Kiệt ơi lựa máy. Đó, máy nồng lớn nồng nhỏ như thế nào đó cứ alo cho em. Đó, rồi thì trước khi vô bán máy em có giới thiệu quà tặng luôn cô chú. Đó, em bao phí ship em có tặng đủ quà cho cô chú luôn. Rồi thì em cũng tặng là 5 món phụ kiện cho cô chú. Một cái chắn cỏ nè. Đó, khi cắt cỏ thì cái miếng này sẽ bảo vệ mình không làm cho đất đá hoặc cỏ bụi văng cho mình ha. Là một cái ha. Cái thứ hai là một sợi dây quẩy nghe cô chú. Đó, có móc đàng hoàng ha. Hai món nè. Món thứ ba là một cây lục giác 4. Đó, cây lục giác này để dành cho cô chú lắp tay lái, lắp đầu bò ha. Là ba món nè. Món thứ tư, món này mới quan trọng nè, nhà cô chú không có đầu lắp lưỡi cắt. Đó, không có đầu lắp cái lưỡi cắt vô máy thì em có tặng cái cây này có cái đầu lắp lưỡi cắt luôn. Đầu này thì mở bugi và đầu này dặn ốc vít ha. Đó, 3 trong 1. Rất là xịn sò nghe cô chú. Đó. 4 món. Rồi, món thứ năm là một cái lưỡi cắt. Thì bên em có 3 loại lưỡi cắt để cho cô chú lựa một cái nè. Đây là lưỡi dài. Đó, lưỡi dài chuyên cắt cỏ nghe cô chú. Lưỡi bên em rất là bén. Đó, lưỡi xịn nha. Em quyết định là tặng lưỡi xịn, không dám tặng lưỡi dởm cho cô chú đâu. Đó, tặng lưỡi xịn cho cô chú. Là một cái nè. Cái thứ hai là một cái lưỡi tròn. Lưỡi này là lưỡi tròn Nhật Bản, lưỡi cũ nha cô chú. Đó, nó xét xét. Nhưng mà khi cắt cỏ thì nó ở nhà cô chú có cây á, nó còn rất là bén nha. Cây bằng thùng tay đưa vô phát màu rồi cô chú. Rồi, đây là gọi là ổ dây cước. Đó, xỏ đầy dây tặng cho cô chú ha. Lưỡi này thì gọi là lưỡi cắt bằng dây, dành cho những cô chú không dám cắt bằng cái lưỡi sắt thì cắt bằng lưỡi dây an toàn ha. Đó, mấy chú lớn tuổi mà mới tập cắt cỏ đó, lấy cái lưỡi này nè, cắt an toàn lắm. Rồi, thì bên em có 3 loại lưỡi này, cô chú được quyền lấy một cái để nhận quà tặng. Đó, lấy một trong 3 lưỡi này ha. Nếu mà cô chú lấy lưỡi dài thì bỏ lại cái này cho em nè. Hoặc cô chú muốn mua thêm một cái thì em tính 50.000 nè. Hoặc là lấy hết 3 lưỡi này luôn thì thêm 100.000. Đó, tổng combo quà tặng này nè là bao gồm lưỡi cắt với quà tặng luôn là thêm 100.000 ha. Rồi, em có bán cái đồ gom cỏ luôn cô chú. Đó, cái đồ cắt lúa nè, để cắt cỏ cho trâu cho bò ăn cũng được nè.
cô chú lùa qua cái bó đem về ha. Đó, 90.000, chất liệu làm bằng kẽm nghe cô chú. Đó, rất là chắc luôn. 90.000 bao phí ship. Rồi, em có bản dầu nhớt pha xăng luôn. Dầu nhớt pha xăng thương hiệu Mekong Lút, chuyên cho máy cắt cỏ nè, máy thổi lá nè, máy cưa nè, động cơ hai thì ha. Nó xăng pha nhớt. Dầu nhớt cao cấp nghe cô chú. Canh này thì 1 lít là 100k ha. Canh này đặc biệt là có cái cống lường cho cô chú luôn. Những cô chú nào mà chưa biết lường á thì lường bằng có cái cống lường này luôn nè cho nó chuẩn nha. Nó 100k. Rồi em có bán cái bơm nước luôn cô chú. Đó. Cái bơm nước. Máy càng lớn lên nước càng mạnh ha. Chất liệu làm bằng inox ha. Đó, lên nước bằng cái ống 27 nghe cô chú. Mở cái con ốc lưỡi cắt ra lắp vô. Bắt vô cái lắp. Đó. 150.000 em bao phí ship tới nhà luôn. Kèm theo máy ha. Rồi, vô bán máy cô chú ơi. Thì hôm qua làm lên lô M ha. Cô chú chốt hết rồi. Bây giờ hôm nay là lên lô N. Chữ N ha. Rồi, thì con máy đầu tiên mang thương hiệu là Magu Yanma. Đó, thương hiệu dữ ha. Magu Yanma. Nó là 20cc nòng 30 ly. Đây, bình xăng WAMG siêu tiết kiệm xăng ha. Đó, đây chuẩn ha. À, lốc có dập nổi, mắt in da băng đàng hoàng trong đây. Đó, trước khi quay máy thì em sẽ quay chi tiết cho cô chú xem nè. À, bô còn sáng nha. À, ốc đát là còn chuẩn nè. Con này có bị lỗi một điểm này nè cô chú. Cái nhựa chỗ này nè, nó bị gãy, cái cọng này gãy làm hai nè. Với nó bị cong hai cọng nhựa nè. Trước khi đi là thợ em sẽ tháo ra hàng lại cho cô chú. Nhìn là cô chú không biết đâu, nhưng mà nó bị lỗi gì đây là em sẽ giảm giá cho cô chú nè. Tay lái ghim, cần ghim. Đó, đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Ghim nguyên con nha. Cái này thì nó không quan trọng gì hết nghe cô chú. Thợ em sẽ cặp cây sắt ở trong hàng mấy trong á. Nói chung là có cái cọng chì hàng ở trong đẹp lắm. Cô chú nhìn không biết luôn á. Nhưng mà bên em có sao là báo vậy ha. Tại vì bên em không nhận cọc trước, nên có máy có những lỗi lầm hoặc là như thế nào thì em báo hết. Máy thì tình trạng máy là bao ghim. Tới nơi thì cô chú cứ cho thợ kiểm tra. Nếu không phải nói máy ghim, nói kiệt nó bán máy Trung Quốc hay là máy ghim gì đó. Ủa không là máy gãi rồi gì đó, là em tặng luôn. Đó em bao ghim ha. Tới nơi thì cô chú đổ xăng nè. Bơm xăng đóng e lên ga là giật. Bật e lên. Chỉnh nhỏ quá tắt luôn. Giờ dặn vô chút xíu. Đó, dặn vô chút xíu. Vậy là vừa em hơi lớn nè. Dặn ra chút xíu. Đó. Vậy là ngon lành đấy. Nè, tắt nè. Mấy con này là siêu nhạy nghe cô chú. Mấy em này là hơn 3 kg à. Đó, dành cho những cô chú lớn tuổi nè. À, ngoại hình nó hơi bị xấu một chút xíu, em giảm giá ha. À, chứ thường thường mấy con này là 1.4 triệu, 1.5 triệu, 1.6 triệu không đó. Đó. Rồi, con máy đầu tiên mang thương hiệu là ký hiệu là N1. N1 giao lưu với cô chú chỉ 1.2 triệu thôi. Đó là được máy Nhật có tặng đủ phụ kiện ha. Bữa nay là ngày 10 tây tháng 8. Đó, 10 cây tây tháng 8
ký hiệu N1 giá 1,2 triệu, em bao phí ship ha. À, máy siêu đẹp, có 1,2 triệu cô chú, ở nhà cỡ 10 con đất thì chốt con này ha. Giá này là đã bao gồm phí ship nè, tặng phụ kiện đầy đủ và bảo hành luôn cho cô chú ha. Rồi kế tiếp là thương hiệu Robin đó, mấy chú lớn tuổi nè đó. Robin cũng là 20cc nòng 30 ly, đây cũng là hơn 3 kg đó. Con này đẹp ha, đồ đạt chuẩn hết hay cô chú. Sử dụng bình xăng qua MG nè, à, le đỏ tự động ha, tay lái gin, cần gin, đầu bò gin đó, chuẩn ha. Cái con này nhạy dữ lắm cô chú ơi. Mấy chú lớn tuổi với mấy cô nữ nhà có chục công đất đất trở lại thì chốt mấy em này ha. N2 em giao lưu với cô chú là con này là 1,4 triệu đó, em bao phí ship tặng đủ đồ ha. Ngày 10 tây tháng 8 đó, nhớ nhắn tin qua Zalo cho em vậy ha cô chú. Cô chú nào chưa có xài Zalo thì gọi trực tiếp, còn có Zalo thì cứ gọi qua Zalo mình chốt, đặng mình có thông tin đầy đủ trên Zalo ha cô chú. Bảo hành rồi cho dễ luôn ha. Rồi kế tiếp là thương hiệu Maguyama, em này là siêu đẹp luôn cô chú đó, 20cc Maguyama, đây bình xăng qua MG còn trắng tinh luôn ha, tem bình xăng đồ còn nguyên ha. À, lóc có dập nổi da băng đàng hoàng trong đây ha, thấy thấy rõ không hiểu dạ thấy này. Đó ốc đây, bào trắng ha, ốc trắng tinh ha. Đó. Bên em không nhận cọc trước nên em quay từng chi tiết không giấu điểm nào hết ha. Tay lái tay ga bóp nè, tay lái ghim, cần ghim 20cc, đầu bò xịn ha. Đó. Trắng cỏ ghim, con này là xác lớn nha, con này tầm 4 kg, hơn 4 kg, quên đè xuống bóp vú mới được cô chú. À bóp vú đóng e, cái bật e lên, nhớ giùm em giật cái rồi cái e mình bật lên rồi mình hãy giật cái nữa ha. Đó, thương hiệu Maguyama ra bóp xịn sò ha. Chụp công đất trở lại chốt mấy em này nha. Cái con nha. Rồi tắt cho chú à. Đó. Con này hơn 4 kg. Mấy chú lớn tuổi như mấy cô nữ vẫn xài được bình thường ha. 3 kg mấy 4 kg là bình thường. Rồi. N3. Em này giao lưu với cô chú là 1,6 triệu. Đó. Ngày 10 tháng 8 đó, có gà bóp đồ xịn sò hết ha. Con này đẹp từng con ốc nha cô chú. Bình xăng qua MG có dập nổi da băng đàng hoàng ha. Đó, cô chú ví dụ như chốt máy này đi, cứ tua tới tua lui thật là kỹ, rồi trước khi gửi máy đi là thợ em sẽ kiểm tra một lần nữa nè. Kiểm tra ví dụ như là bình xăng con nè, cân chỉnh đàng hoàng, xúc bình xăng đàng hoàng, máy thì máy ghim, thợ em sẽ kiểm tra đầu bò này là bơm mở bò đàng hoàng hết. Đó, tới con Magu siêu nhỏ gọn mà siêu đẹp luôn này cô chú, con này đẹp long lanh,
Con này cũng như là máy trong thùng bóc ra luôn cô chú ơi. Nè cái miệng bô này nó chưa có đóng khối luôn miếng nào nè. Đó, đó có chụp giật trợ lực nè. Ốc nó coi nè cô chú. Đó như 7 màu luôn ha. Đây. Đó, ốc 7 màu ha. Như máy trong thùng bóc ra luôn cô chú ơi. Con này siêu đẹp ha. Nè. Cái lốc máy nè. Thấy thấy rõ không? Dạ thấy. Đó, thấy chữ máy tên cho bằng không? Dạ thấy. Đó. Nè, ốc từng con ốc 7 màu nghe cô chú. Như mới vậy. Đó. Hàng Nhật bãi người Việt Nam mình thích nhất là hàng Nhật là vậy đó. Nhầm cái nó như mới vậy cô chú. À, tay lái ghim nè. Đầu bò bao đẹp luôn. Đó, trắng cỏ ghim ha. Cái con này nhỏ gọn nhẹ dữ lắm cô chú. Đó, mấy chú lớn tuổi thì nên xài mấy con này nè. Trên đây nè, trên đầu này luôn nè, ngay ngón tay cái mình luôn. Con này có trợ lực luôn nha cô chú. Trên đây. Đó. Cái con ha. Tắt trên đây. Đó. Bào phê. Đó. Hơn 3 kg à, mấy chú lớn tuổi là chốt mấy con này nè, đã dữ lắm đã. Bao bền luôn á. Anh N4. Em này là 1,7 triệu nha cô chú. Này còn đẹp nha. Ngày 10 tháng 8 nhớ chốt nhắn qua Zalo cho em liền nha. Đó, 20cc nòng 30 ly, cỡ 10 công đất thì chốt ha. Rồi kế tiếp là thương hiệu Mitsubishi. Đó, thương hiệu đẳng cấp nữa ha. 20cc nòng 30 ly. Đó, con này là bô cũng còn sáng nè, lốc còn sáng nè. Mitsubishi 2 kim. Đẳng cấp hơn là cái bình xăng được 2 kim nè. Le đỏ tự động nè. Bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng ha. À, cô chú nào thích Mitsubishi thì chốt em này ha. Mitsubishi à, được 2 bộ tay lái nha cô chú. Có nhà cô chú có giường tược gặm gạp á, cắt cái tay lái dài sợ vướng bệnh thì chốt em này có được tay lái ngắn nè. Ra giữ trên đây. Đó, em có lắp thêm tay lái dài cho cô chú cắt ngoài ruộng ha. Đó, đầu bò chống quấn cỏ, trắng cỏ ghim. Đầu bò ghim của Mitsubishi luôn ha. Ê, quên, bóp vú mấy con này phải bóp vú mới được cô chú ơi. Bóp vú, bật le, le đỏ tự động đây nè. Nhớ là đừng lên ga là le đỏ mình không bật được nha cô chú. Đó, hạ ga xuống mới bật được. Rồi bóp vú. Lên ga là le đỏ tự động nó tự nhảy ngay cô chú. Nó mới thu là bao phê ha. Nhạy dữ lắm thương hiệu Mitsubishi. Đó. Rồi tắt nha. Đó. Con này là ngoại hình nó hơi dơ nghe cô chú. Hơi dơ hơi chày chày một xíu nó em giảm. Nó thường thường là 1,6-1,7 triệu ha. Đồ đạc. Cô chú không quan trọng cái mấy cái vỏ này nè. Chốt mấy con Mitsubishi này nè. Cô chú có cắt cỏ cho trâu cho bò ăn. Chốt mấy con này là bao phê luôn á.
Rồi. Con này là N5. Em giao lưu với cô chú là 1,5 triệu. Đó, ngày 10 tháng 8. Rồi. Kế tiếp là N6. N thai 6 là đến từ thương hiệu là Magu Yangma. Đó, con này là nòng 33 ly nhưng mà nó siêu nhỏ gọn ha. Nhà cô chú nào cỡ khoảng 20 công đất, 20-30 công gì đó, nuôi 20-30 bò chốt với mấy em này nè. Mấy chú lớn tuổi, mấy cô nữ á, cần xài máy mạnh hơn chút xíu nữa là chốt em này. Con này là nòng tới 33 ly ha. Đó. Magu Yangma 2003 nhưng mà nó nòng 33 ly nghe cô chú. Này là thương hiệu này là người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nè cô chú. Đó. Nhỏ gọn dữ lắm cô chú ơi, con này nhỏ gọn dữ lắm. À, đồ đạt chuẩn ha. Tay lái ghim, cần ghim. Này chính hãng của người Nhật sản xuất ha. Đầu bò ghim. Có trợ lực luôn ha. Đó, người Nhật sản xuất cho người Nhật xài thì cô chú an tâm. Bật e, bóp vú lên miếng ga. Bật e lên. Nhớ là đóng e rồi giật cái mở e nghe cô chú. N6. Em này là giao lưu với cô chú là giờ. Em này là 1,7 triệu. Đó. Ngày 10 tháng 8. Rồi. Kế tiếp là N7. N7 là đến từ thương hiệu. Thương hiệu này là thương hiệu Ryobi nghe cô chú. Ryobi hãng của Mitsubishi á cô chú. Đó. Này là nó gọi là G-Grip đó cô chú. G-Grip là Ryobi á. À, con này là 2-3 năm ha. Con này là sát lớn nha cô chú. Đây, cái bình xăng nó nhìn cái bình xăng nè. Bình xăng này là bình xăng nó xài chung với bình xăng máy cưa luôn cô chú. Nè, lốc còn sáng, bô còn sáng ha. Con này hơi chày ngay đây nè cô chú. Thì chạy nhẹ đây ha. Mấy chú lớn tuổi không cần cái vỏ ngoại hình ngoài thì chốt em này nè. Em này có em có lên cái ga bóp sẵn ở đây nè. Đó 2 3 năm ha. G-Grip. Đầu bò ghim. Quên. Mấy con này phải đẹp đúng bóp vú nó mới chạy. Bóp vú. Cái e này bật lên nè. Đó. Còn mấy con này là làm đủ thao tác nó mới chạy. Tua cực kỳ ha. Cô chú nghe cái nó thì thầm nè. Bao thì thầm ha. Chung với bình xăng máy cưa nên nó lanh cực kỳ nghe cô chú. Con tắt phía sau ha. Đó, mấy con này có trợ lực nghe cô chú. Có trợ lực cô chú dở lên là chạy đó. À, tắt nè. Đó, thì thầm nó đã cực kỳ ha. Rồi, tắt cô chú ơi. Em này là M N7.
Rồi, em có lên ga bóp xe đạp ha, N7. Em này là giao lưu với cô chú là 1,5 triệu thôi. Đó. Ngày 10 tháng 8. Đó, em này nó hơi dơ lút hay cô chú. À, lên ga bóp xe đạp. Đó, con này là xác lớn nha. Đó, có ga bóp xịn sò. Bán trợ lực. Rồi, kế tiếp là thương hiệu Magu Yanma 23cc lòng 32 ly, có trợ lực, con này sát lớn nè, con này 23 sát lớn nha cô chú. Đó, thương hiệu Magu Yanma, lốc có dập nổi mắt anh da băng, đặc biệt là em này được tum gời luôn nha cô chú. Đó, tum gời ha, thương hiệu Magu Yanma trắng tinh nè, ốc nè cô chú. Đó, ga bóp xịn sò. Đặc biệt là em này là nhà cô chú nào có miếng gãy mà miếng ruộng gần gần nhà mà, hoặc là mấy cái nền nhà gần gần ha, đi bằng xe hơi. Con này có cái chỗ mà mình tháo gã cây cần ra bằng bằng tay nè cô chú. Đó, mình có thể rút cây gờ cây cần ra được ha. À, đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Cô chú nào mà có muốn ship gọn lại đặng bỏ lên xe hơi, đặng đi đi ruộng bằng xe hơi á, là chốt em này ha. Công đất là chốt em này nghe cô chú, 20 công. Con này đẳng cấp cái là được ga bóp nè, công tắc nằm ở trên cái ga bóp luôn. Đó, bấm vô là tắt ha, nè, nắm dở lên nè, chờ lên dẹp ha. Bao phơi ha. Rồi, công tắc ở đây nè, nắm dở lên. Cái còn nha. Rồi, tắt luôn chú anh. Rồi, N8. N8, đúng không? Đúng không? Giao lưu với cô chú là 1,7 triệu. Đó, ngày 10 tháng 8 nhớ nhắn qua Zalo cho em ha. Rồi, kế tiếp là N9. N9 cũng đến từ thương hiệu là Magu Yanma. Đó, nhưng mà đặc biệt là em này là được cái là trợ lực ngược nha cô chú. Đây, vẫn sử dụng bình xăng WAMG siêu tiết kiệm xăng ha. Nè, lốc có dập nổi mắt anh da băng. Ở ngoại hình là ok ha. Đó. Đồ đạt chuẩn nha. Đây, gặp mấy em này là mê lắm. À, cô chú chỉ nắm kéo ra nè, buông lại nè. Đó, kéo ra buông lại là chạy ha cô chú. Này gọi là trợ lực ngược ha. Bao khoe ha. Nhà cỡ 20 công đi chốt lên này. Nè, tắt nè. Mấy con này đã lắm cô chú ơi. Rồi, công tắc bị dơ à. Phải tắt bằng cái này nè. Đó, cô chú nè, coi nè, thao tác giật bằng ngón tay út nè, kéo ra giật bằng ngón tay út thôi, kéo ra buông lại đó, vào quê nha. Nè, tắt nè, kéo ra buông lại đó, cái con nha. Mấy này nhạy dữ lắm, nhạy nha cô chú. Đó, rồi tắt ha. Trước khi gửi đi là thợ em sẽ kiểm tra kỹ lại cho cô chú thêm lần nữa, bơm mở bò, đầu bò nè, kiểm tra tay lái nè, đồ đạc là chuẩn hết rồi mới gửi ha. Quan trọng là đầu bò nè. Đó, kiểm tra rồi mới gửi đi ha. Bơm mở đầu kỹ lưỡng mới gửi đi. Rồi, em này là ký hiệu là N10. N10. Giao lưu với cô chú cũng là N9. Lộn. N9 lộn cô chú ơi. Lộn. Cũng 1,7 triệu. Đó, nhớ ghi giùm em ngày 10 tháng 8 nha. Chính giá 1,7 triệu. Rồi, kế tiếp là thương hiệu là Makita. Đó, hôm qua có em Makita
hình như là hôm qua số mấy em quên mất tiêu rồi, mấy chú gọi em quá trời gọi luôn. Hôm bữa nay được nghe Makita 264, nhưng mà em này hôm nay bị lỗi cái chỗ cái dàn áo này nè, nó bị gãy cái cọng nhựa đây nè cô chú, gãy hết hai cọng nhựa ngay đây nè, nè đó, còn máy móc là em bao ha, bình xăng nó được hai kim luôn cô chú, đó bình xăng hai kim qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng ha, à, lốc sáng, bô sáng, đó. Đó, đồ đạc chuẩn hết ha. Đây ga bóp xịn sò đó, lên ga bóp xe đạp gì nè cô chú, tay lái này là tay lái ghim ha, ga bóp này là em lên ga bóp xe đạp cho cô chú ha, đó có tay lái ngắn luôn nè, đó đầu vò ghim ha, những cô chú nào không quan trọng cái này nè, cắt cỏ cho trâu cho bò ăn ở ngoài ruộng á, không quan trọng mấy cái ngoại hình đó là vỏ này nè, gãy mấy con nhựa ha, chốt mấy con này nè em giảm giá ha, đó, thường thường trên 2 triệu không đó anh N10, giảm còn 1,7 triệu đó, rẻ bằng nồng 30 ly luôn, 34 luôn, 32 luôn, con này nồng 34 ha, ngày 10 tháng 8. Cái này bị dơ nè cô chú, dính băng keo nó dơ đó. À, có lên ga bóp xe đạp cho cô chú sẵn luôn rồi đó. Kế tiếp là N11. Đây, N11 là đến từ thương hiệu Maguyama 26cc nồng 34 ly. Đó, khúc sau này là máy 26 ha. Đó, Maguyama, ốc đồ còn trắng tinh ha. À, bô còn sáng nè, lốc sáng nè, bình xăng qua mờ gồ. Đó, còn ốc còn sáng trưng ha. Đây lóc với dập nổi mít in Japan. Đó, con này là ngoại hình ok ha, đồ đạt chuẩn. Đây được hai bộ tay lái nha cô chú. Đó, cô chú có cắt trong vườn trái cây thì chốt em này ha, có lắp tay lái dài cho cô chú cắt ngoài ruộng, có tay lái ngắn. Đó, có bơm nước, cô chú đặc biệt xài bơm nước nè, em này lên nước bao mạnh luôn. Đó, đầu bò lớn luôn cô chú, có bơm nước là chơi em này nè, có tay lái tay ga sẵn luôn. Con này là bơm nước bao mạnh nha cô chú, để chỉnh ga tì thì thầm cho cô chú coi nè. Em này nhạy dữ lắm cô chú, nồng 34 mà em để đầu gối em kỳ cái là chạy đó nè, tắt nè. cái còn nghe. Rồi N11 N11 cô chú nào có xài bơm nước chốt em này giao lưu với cô chú, đúng ra 2 triệu mà giảm còn 1,9 triệu thôi. 10 tháng 8 N11 ha. Rồi kế tiếp là N12. N12 cũng đến từ thương hiệu Maguyama, mà em này là siêu nhỏ gọn, những cô chú lớn tuổi thích xài dòng máy mà mạnh mà nhỏ gọn nhẹ là chốt em này ha. Con này là nồng 34 ly nhưng mà nó siêu nhỏ gọn, này tầm hơn 4 kg à. Đó, khoảng 4 kg, hơn 4 kg à.
đó, chụp giật trợ lực luôn, bình xăng qua mà gồ nè đó. Con này có dính nước sơn nha đó, mấy anh Nhật anh làm gì dính nước sơn đây nè, dính mấy đốm 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 ở đây nè đó. Đồ đạc bao đẹp nghe cô chú, không kênh nào mà quay rõ chi tiết như em cho đó, em không nhận cọc trước nên em quay rất là kỹ cho mấy chú. À, bao xịn sò ha. Nghe nó đã nè cô chú, cực kỳ phê luôn, con này phê lắm cô chú ơi. Nhỏ mà có vỏ đó. Chắc tinh công tắc nằm trên ngay chân cái ngón cái luôn. Đó, dở lên thôi là chạy. À, tắt nè. Nè. Dở lên nè. Đó. Bao phê ha. Rồi tắt cho chú anh. Rồi anh nào 12. N 12. Giao lưu với cô chú là 2,2 triệu. Cái máy này nằm bên nhà ngay chân thợ sơn cái gì á, mấy anh Nhật anh sơn từ lửa chứ. Nhìn cái dấu này biết là của người Nhật kìa. Rồi kế tiếp là thương hiệu Mitsubishi đó, bữa nay được nghe em tên là 231 đẳng cấp ha. Con này là đẹp long lanh nghe cô chú, đây bình xăng nè, ốc 7 màu ha, này bô này cô chú đẹp long lanh luôn đó. Hôm trước em lên những con mà 2,4 triệu, 2,5 triệu đó, đẹp cũng ngang ngửa với em này ha. Con này siêu đẹp nghe cô chú, chụp giật trợ lực 231, đặc biệt là em 231 này được tum gời luôn nghe cô chú. À, hơi chốc nước sơn nhẹ ha này, cô chú nhìn cái nước nhôm ở trong nó đẹp nè cô chú, phê mít xù mà đẹp nè cô chú. Này số sơ ghi rõ nét ha. Đây, được tay lái ngắn nè, ga giữ nè, lắp thêm tay lái dài cho cô chú nè. À, đặc biệt là cô chú nào có xài bơm nước em này cũng lên siêu mạnh nha. Hoặc là cô chú có xài trong vườn trái cây á. Nè. À, cực kỳ ha. Đầu bò bao xịn nha cô chú. Dở lên nè, có trợ lực ha. Dở lên là chạy thôi. Tắt nè. Đó, le đỏ tự động nha, siêu nhảy. Rồi, tắt được rồi. Đó, được bình xăng 2 kim luôn. Rồi, em này là N13. Ký hiệu N13. Em này là giao lưu với cô chú 2,2 triệu thôi. Đó, hôm trước có mấy con 2,5 triệu, 2,6 triệu đó, mấy chú gọi em quá trời gọi luôn. Con này cũng đẹp không thua kém luôn, nó có hơi chốc nhẹ miếng nước sơn thôi em giảm cho cô chú đó, chốc ở dưới ha, ở trên mình nhìn xuống không thấy, lật xuống dưới mới thấy. Con này là ngoại hình còn đẹp dữ lắm cô chú ơi, bao đẹp luôn ha. Rồi kế tiếp là thương hiệu Mitsubishi TB đó, con kia tên là con này TB ngang ngửa nhau, nhưng mà em này hơi dơ hơn nghe cô chú, này hơi dơ hơn con kia, nhưng mà đồ trong cũng bao sáng đó. Mấy chú không quan trọng cái vỏ chốt em này đi, bao quyền lực luôn, cái vỏ hơi xấu nghe, cái bồ nó sáng nè cô chú đó, lóc sáng nè, bình xăng 2 kim bao sáng bao đẹp luôn này, cái vỏ hơi chốc, hơi sơ hơi chốc nghe, hơi chốc nước sơn bồ nè. Đó. Con này là cũng là 24cc nghe cô chú, đặc biệt em này được 24cc nòng 32
Đó, có gà giữ nè, tay lá dài, tay lá ngắn nè, đầu bò ghim nè, chính hãng của Mitsu luôn. Nghe này nè, cô chú. Đây luôn. N14. Em này giao lưu với cô chú là 1.800.000. Đó, N14 1.800.000 ha. Rồi, con cuối cùng là N15. Đó, bữa nay được nghe em 4 thì hàng khủng long nghe cô chú. Thương hiệu Makita 4 thì dành cho những cô chú nào có nhà có 100 công đất trở lên nè. Muốn cần máy lớn thì chốt em này, đặc biệt là những anh chị nào, những cô chú nào chưa từng sử dụng máy cắt cỏ thì chốt em này. Nó là xài xăng riêng, nhớt riêng, dành cho những anh chị cô chú nào chưa từng sử dụng, không biết cách pha xăng pha nhớt thì chốt em này. Đó, mua xăng xe máy về đổ vô thôi, còn nhớt thì lâu lâu thay lần như xe máy. Đó, vẫn sử dụng bình xăng qua Amigo siêu tiết kiệm xăng nè, bao đẹp luôn, trắng tinh luôn, lóc nè, đó, bao chính hãng hàng Nhật, bãi Makita 434, 43cc, nồng của nó là 39 ly nghe cô chú. Đó, nhà có 100 công đất em cũng bao, con này tum lớn luôn. À, cô chú nào cần máy lực thì chốt em này ha. Con này là nồng 39 ly thương hiệu Makita. À, mấy chú nào còn lực hả chốt con này ha. Con này nó bự, nó mạnh ghê gớm lắm, đầu bò lớn. Con này có trợ lực luôn. Dạ mang em. Nghe máy 4 thì nó chạy cái đã cực kỳ hay con đúc. Con tắt phía sau này nè. Nè, dở lên. Có trợ lực giật ha. Máy 4 thì mà cô chú coi nè, tắt nè, coi em giật nè. Đó, khi mình chỉ dở lên gặt nhẹ cái là chạy ha. Rồi, tắt nha. Rồi, anh nào 15 là con máy cuối cùng, này dính băng keo dơ nghe cô chú. Máy này còn đẹp lắm á. N15. Đúng ra là em này là giá là trên 3 triệu thôi cô chú, mà giảm cho cô chú còn 2.900.000 đó. Đó. Ngày 10 tháng 8. Đó, 10 tây tháng 8 nè, nào 15. Rồi, thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú em. Cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip của em hàng ngày nghe cô chú. Thì vào lúc 6:30 hàng ngày em đều lên clip bán máy cắt cỏ ha. Cô chú vô xem. Nếu mà chưa biết cách lựa con máy nào để hợp lý cho gia đình mình thì cứ liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em có để dưới góc phải màn hình nghe cô chú. Rồi, thì cô chú nào chưa từng sử dụng máy cắt cỏ cứ liên hệ em, hoặc là tin tưởng Minh Kiệt thì Minh Kiệt sẽ lựa cho cô chú một con máy thật là ok và hợp lệ với gia đình nha. Rồi, thì địa chỉ cửa hàng em là tại chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Rồi, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào cô chú vào 6:30 ngày mai nha.